Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số cái cách giải bài toán dựa trên đường tròn lượng giác. Và dạng toán đầu tiên mình sẽ áp dụng cho chương 1, dao động điều hòa. Và ở đây, dao động điều hòa thì có dao động chung, dao động của lắc lò xo và dao động của lắc đề. Và sẽ có thêm một phần nữa, đó là gì? Dao động của hai hay nhiều con lắc thực hiện cùng lúc. Và ở đây thầy sẽ lấy dao động của con lắc lò xo để làm minh họa. Và dựa vào đó các em có thể suy ra được dao động của các con lắc còn lại hoặc là dao động nói chung. Đấy. Vậy thì trước khi chúng ta thực hiện các bài toán dựa trên đường tròn giác thì chúng ta phải nắm cái cơ bản về cách sử dụng đường tròn. Đấy. Vậy thì trong con lắc lò xo thì nó có hai trường hợp: lò xo nằm ngang và lò xo thẳng đứng. Thì ở đây lò xo nằm ngang nó sẽ đơn giản hơn lò xo thẳng đứng, cho nên thầy sẽ lấy cái dao động của cái lò xo thẳng đứng để chúng ta minh họa. Và nếu chúng ta nắm được kỹ năng vận dụng đường tròn lượng giác đối với con lắc lò xo thẳng đứng thì các em sẽ tự suy ra được đối với trường hợp con lắc lò xo nằm ngang. Khi chúng ta mới mua cái lò xo về thì lò xo sẽ có chiều dài tự nhiên là L0. Đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu treo một cái vật nặng vô, treo cái vật nặng vô cái đầu tự do như này, thì các em thử hình dung lúc này lò xo sẽ nằm im hay giãn ra hay là co lại. Đấy. Vậy dưới sức nặng của vật M thì tất yếu là gì? Là cái chiều dài lò xo sẽ dài hơn, có nghĩa là lò xo sẽ giãn ra. Và chiều dài lúc này là L cân bằng. Bởi vì khi nó lọt giãn ra một đoạn thì vật sẽ nằm yên. Và cái vị trí nằm yên này người ta gọi nó là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng. Đấy. Và cái khoảng cách từ vị trí chiều dài tự nhiên bắt đầu, vị trí này, đến vị trí cân bằng thì cái đoạn này người ta gọi là delta L. Người ta gọi nó là delta L. Đấy. Như vậy nếu như người ta chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương chúng ta chọn hướng xuống, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vị trí này sẽ nằm ở phía miền âm của trục tọa độ. Đấy. Vậy thì dựa vào đây chúng ta sẽ chuyển sang áp dụng vào đường tròn lượng giác. Giả sử như thì có đường tròn như thế này. Giả sử thầy có đường tròn như thế này thì đây là cái gốc tọa độ hay người ta gọi nó là vị trí cân bằng. Trục này là trục ly độ và trục này chính là chiều dương. Và cái điểm bên đây người ta gọi là điểm treo lò xo. Điểm này dùng để treo lò xo, có nghĩa là cái điểm bên đây là đầu cố định của lò xo. Vậy thì em nhìn vô, nếu gốc tọa độ mình chọn cái vị trí cân bằng ứng với vị trí này trên đường tròn, đấy, thì cái vị trí delta L này, cái khoảng cách delta L này này, nó sẽ nằm ở phía miền âm. Có nghĩa là chiều dài từ điểm treo đến vị trí cân bằng là chỉ LCB, chiều dài cân bằng. Thì trên đường tròn cái đoạn đó sẽ là đoạn này. Điểm treo ở đây, vị trí cân bằng ở đây, như cái khoảng cách này người ta gọi là chiều dài cân bằng LCB. Đây, tương ứng với đoạn này trên đường tròn. Vậy cái L0 sẽ là đoạn nào? L0 là từ điểm treo của lò xo đến vị trí lò xo không biến dạng. Vậy vị trí nào lò xo không biến dạng?
vị trí cơ quan ở đây thì vị trí lò xo không biến dạng sẽ nằm phía trên của vị trí cơ quan, nằm phía trên vị trí cơ quan. Và nếu chúng ta so sánh qua đường trọng thì lúc này cái vị trí thì tự nhiên sẽ nằm ở phía miền âm của trục tọa độ, nằm ở phía miền âm của trục tọa độ, hay ở đây là trục lý độ. Vậy miền âm, miền âm là miền nào? Miền này sẽ là miền dương của trục lý độ. Vậy miền âm của trục lý độ sẽ là miền bên này, sẽ là miền bên này. Đấy. Vậy thì giả sử thầy sẽ khắc đoạn này chính là delta L, bởi vì cái đoạn này sẽ nằm ở phía miền âm của trục lý độ. Vậy thì giả sử đoạn này là đoạn delta L, vậy lúc này tại vị trí này sẽ có lý độ là bao nhiêu? Là trên delta L. Đây chính là lý độ, còn đây chính là khoảng cách. Đấy, khoảng cách không dương nhưng lý độ đang nằm ở miền âm. Lý độ đang nằm ở miền âm cho nên nó có dấu trừ. Còn khoảng cách là không âm cho nên chúng ta không có dấu trừ. Cho nên em phân biệt trừ delta L với delta L. Đấy. Vậy thì từ vị trí điểm treo cho tới vị trí lò xo không biến dạng thì đoạn này chính là chiều dài tự nhiên L cộng. Đấy. Có nghĩa là từ hình vẽ này các em có thể chuyển sang hình tròn như thế này. Vậy thì tại vị trí này lò xo không biến dạng. Đấy. Rồi, tiếp tục. Trong quá trình vật dao động, vật sẽ có lý độ, biến thiên từ trừ a đến cộng a. Trừ a là biến âm, cộng a là biến dương. Vậy biến âm ở đây, biến dương ở đây. Vậy thì chiều dài của lò xo sẽ được giới hạn trong đoạn nào? Chiều dài của lò xo sẽ được giới hạn trong đoạn nào? Khi vật ở biến âm thì khoảng cách từ biến âm đến điểm treo là đoạn nào? Đấy là đoạn này. Thì cái đoạn này chính là chiều dài ngắn nhất của lò xo. Chiều dài ngắn nhất của lò xo, bởi vì nó được giới hạn từ trừ a đến cộng a, thì lý độ không có nằm ở phía bên ngoài này, cho nên lò xo không co lại được nữa, nó chỉ co lại đến mức trừ a thôi. Cho nên đoạn này sẽ là chiều dài ngắn nhất. Tương tự, khi lý độ nằm ở biên dương là lý độ lớn nhất. Đấy, có nghĩa là khoảng cách này là lớn nhất. Khoảng cách này không có lớn hơn được nữa, cho nên coi như đây là điểm giới hạn. Vậy từ biên dương đến điểm treo thì cái chiều dài này được gọi là chiều dài lớn nhất. Đây chính là chiều dài lớn nhất L mà. Đấy, như vậy dựa vào hình tròn em phải xác định được chiều dài cân bằng, chiều dài min và chiều dài max. Thông thường đề sẽ cho chúng ta chiều dài tự nhiên là không. Vậy dựa vào đây làm sao chúng ta tính L cân bằng, L min và L max? Đấy, vậy thì em nhìn L cân bằng là cái đoạn này. Đấy, thì L cân bằng sẽ bằng gì? Bằng L không cộng delta L. Chúng ta lấy hai cái đồng nhỏ này, chúng ta cộng lại, chúng ta sẽ ra L cân bằng. À, vậy có nghĩa L cân bằng là gì? L không cộng delta L. Đấy. Vậy còn L max thì bằng gì? L max là gì? Em phải L max là tính từ điểm treo đến biên dương. Trong khi đề sẽ cho chúng ta là L tự nhiên, chỉ là tự nhiên là không. Vậy chúng sẽ có L max bằng gì? Bằng L không cộng delta L cộng đoạn này. Đoạn này là A. Vậy A lớn cộng delta L cộng đoạn này thì sẽ ra L max. Có nghĩa là L max bằng L không cộng delta L cộng A lớn. Đấy. Rồi L min. L min bằng gì? L min là cái đoạn này. Đấy. Đoạn này sẽ bằng gì? Bằng L không trừ đi cái đoạn nhỏ. Đấy, L min bằng L không trừ đi cái đoạn nhỏ. Mà đoạn nhỏ này bằng gì đây?
cái đoạn nhỏ này đem lại a trừ delta l. Đấy, như vậy l mi sẽ bằng l không trừ đi cái đoạn này, có nghĩa là cầu delta l trừ a. Đấy, như vậy em thấy dựa vào đường rồng em đã xác định các loại chiều dài tương ứng mà chúng ta không cần phải thuộc công thức, không cần phải thuộc công thức. Vậy ví dụ nó cho ở vị trí bất kỳ, ví dụ tại ly độ x, tại ly độ x chiều dài khi đó là bao nhiêu, thì ở ly độ x em sẽ có điểm trên đường rồng là điểm này. Đấy, tại ly độ x thì cái điểm trên đường rồng là điểm này. Vậy khi đó chiều dài lò xo sẽ là bao nhiêu? Đấy, đây sẽ là chiều dài bất kỳ. Vậy chiều dài sẽ bằng gì? Chiều dài sẽ bằng gì? Em sẽ bằng L lúc này sẽ là đoạn này. Đấy, từ điểm treo tới đây thì sẽ bằng gì? Bằng L không? Cộng đoạn này, cộng đoạn này. Đấy, đoạn này là S tan L. Đoạn này cũng là gì? Độ lớn liên đuổi. Độ lớn. À, như vậy sẽ có L cộng L không cộng delta l cộng x. Đấy, cộng x. Vậy thì em thấy dựa vào đường rồng này em sẽ thấy việc xác định chiều dài của lò xo tại những cái vị trí thì nó đơn giản. Đấy, đó là chúng ta nói về chiều dài. Nếu chúng ta nói về lực thì sao? Trong con lắc lò xo có bao nhiêu lực tác dụng lên đó? Lực gì? Trọng lực, lực đàn hồi và lực hồi phục. Ở đây chúng ta chỉ khảo sát lực đàn hồi và lực hồi phục. Thì chúng ta học lý thuyết rồi. Chúng ta đã học lý thuyết rồi. F đàn hồi bằng gì? Lực đàn hồi bằng gì? Thì chúng ta sẽ có lực đàn hồi bằng K nhân Y. X, chữ X in ở đây, chữ X in ở đây có nghĩa là độ biến dạng, độ biến dạng. Vậy lực đàn hồi sẽ bằng không khi nào? Khi nào lực đàn hồi sẽ có độ lớn bằng không? Khi độ biến dạng bằng không, độ biến dạng bằng không. Và độ biến dạng sẽ bằng không tại vị trí nào? Tại vị trí lò xo không biến dạng. Mà lò xo không biến dạng là ở vị trí này. Như vậy tại vị trí này lực đàn hồi có độ lớn bằng không? Đấy, tại vị trí này F đàn hồi có độ lớn bằng không, bởi vì tại vị trí này lò xo không biến dạng. Đấy, vậy thì nếu tại vị trí cân bằng thì lực đàn hồi bằng gì? Tại vị trí cân bằng, đây vị trí cân bằng là đây. Vậy tại vị trí này lực đàn hồi bằng gì? F đàn hồi bằng gì đây? K nhân cho độ biến dạng. Độ biến dạng tại vị trí cân bằng sẽ là đoạn này. Đoạn này sẽ là độ biến dạng. Đoạn này chính là delta l. Như vậy sẽ là K nhân delta l. Đấy. Đây, tại biên dương thì sao? Tại biên dương thì sao? F đang ngồi khi đó bằng gì? Vẫn là K nhân độ biến dạng. K nhân độ biến dạng. Vì độ biến dạng tại vị trí này bằng gì? Đây. F đang ngồi bằng K. Độ biến dạng tại vị trí này bằng gì? Hiện tại tại vị trí này là sao không biến dạng? Chỉ độ biến dạng sẽ là đoạn này. Đoạn này gọi là độ biến dạng. Thì đoạn này bằng gì? Bằng delta l cộng cộng f. Cho nên chỗ này sẽ là gì? K lần delta l cộng f. Đấy, delta l cộng f. Rồi ở tiếng Anh thì sao? Ở tiếng Anh thì sao? F đang ngồi bằng gì? F đang ngồi vẫn là K nhân cho độ biến dạng. Vậy hiện tại độ biến dạng bằng bao nhiêu? Độ biến dạng bằng gì? Độ biến dạng là đoạn này. Mà đoạn này chính là gì?
A trừ delta là như vậy, thế vẫn này là A trừ delta là vậy. Thì dựa vào đường ròng này em có thể xác định lực đang ngồi tại vị trí bất kỳ. Đấy, ví dụ tại vị trí x là như sao? Tại vị trí thì sao? Thì em có F đang ngồi bằng gì? K nhân độ biến dạng. Độ biến dạng hiện tại là đoạn này. Đoạn này sẽ bằng delta L cộng cộng x. Như vậy chỗ này sẽ là delta L cộng x. X ở đây là lý độ, x nhỏ thì x nhỏ là lý độ. Đấy nhanh lên. Đây là các cái độ lớn mình đang ngồi ở những cái vị trí tương ứng. Em chỉ cần hiểu đường ròng này, em sẽ tự động suy ra được cái công thức tương ứng mà chúng ta không cần phải học thuộc. Đó là cái lợi thế. Bây giờ nếu chúng ta khảo sát về lực kéo hồi phục, hay còn gọi là lực kéo về, lực kéo về bằng gì? K nhân x nhỏ. X nhỏ ở đây người ta gọi là lý độ. Lý độ dành F kéo sẽ bằng không khi lý độ bằng không. Mà lý độ bằng không là ở vị trí cân bằng. Cho nên tại vị trí cân bằng F kéo bằng không. Vậy đây sẽ có F kéo bằng không. Vậy còn ở vị trí này thì sao? Ở vị trí không biến dạng thì khi đó F kéo bằng gì? K nhân lý độ. Mà lý độ chính là độ. Vậy độ lớn của lý độ khi đó sẽ là delta L. Vậy sẽ là K nhân delta L. Đấy. Ở đây chúng ta xét theo lý độ. Và ở đây là độ lớn của lý độ. Chúng ta đang xét độ lớn của lực, cho nên phải là độ lớn lý độ. Rồi, tại vị trí bên ngắm thì F kéo sẽ bằng gì? Đấy, tại vị trí biến âm F kéo sẽ bằng gì? Tại vị trí biến âm thì lý độ sẽ là trừ A, trừ A. Vậy độ lớn lý độ sẽ là gì? Là A. Như vậy tại biến âm F kéo sẽ là K nha. A. Đấy. Rồi có thể ở biên dương. Ở biên dương em sẽ có F kéo sẽ bằng K nha. Độ lớn lý độ. Mà ở biên dương lý độ là A lớn, vậy độ lớn nó cũng là A lớn. Như vậy cho nên sẽ là K nha A lớn. Đó là chúng ta xét về lực kéo và lực đàn hồi. Vậy lực kéo sẽ cực đại ở đâu và cực tiểu ở đâu? Chúng ta nhìn các giá trị của lực kéo. Đây, 1 giá trị, 2 giá trị, 3 giá trị và 4 giá trị. Bây giờ nếu ta xét tại vị trí x thì sao? Tại vị trí x, F kéo về bằng gì? K nhân cho lý độ. Đây. Mà hiện tại lý độ là x, vậy cái độ lớn của nó cũng là x, vậy cái này là K nhân x. Đây. Vậy thì 1 giá trị, 2 giá trị, 3 giá trị, 4 giá trị, 5 giá trị. Trong 5 cái độ lớn này, độ lớn nào là cực đại? Thì rõ ràng em nhìn cho này, đây là độ lớn cực đại. Đây cũng là độ lớn cực đại. Đấy. Thằng này sẽ là cực đại. Anh này cũng sẽ là cực đại. Vậy F kéo về sẽ đạt có độ lớn cực đại ở đâu? Ở 2 điểm. Ở 2 điểm. Đấy. Và anh này sẽ có độ lớn cực tiểu. Độ lớn cực tiểu. Cho nên lực kéo về có độ lớn cực tiểu bằng không. Tương tự chúng ta quay lại F đàn hồi. Lực đàn hồi có độ lớn cực đại ở đâu? Ở đâu? Chúng ta nhìn 1, 2, 3, 4 và 5. Thì trong 5 cái độ lớn này, độ lớn này là cực đại. Cho nên áp này sẽ là độ lớn cực đại. Vậy thì độ lớn lực đàn hồi cực đại tại biên biên dương. Cực tiểu ở đâu? Cực tiểu ở đâu? Thì em nhìn trên hình, hiện tại trong năm độ lớn này thì độ lớn này đang là cực tiểu. Đang là cực tiểu. Vậy thì tại vị trí lò xo không biến dạng, lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu. Và chúng ta nhớ khi đó delta L đang nhỏ hơn A.
delta L càng nhỏ càng. Như vậy cái hình này ứng với trường hợp là delta L nhỏ hơn càng. Vậy nếu delta L nhỏ càng thì lực đàn hồi sẽ cực tiểu tại vị trí này. Tại vị trí này. Đấy. Còn nếu delta L bằng A thì sao? Delta L bằng A có nghĩa là cái đoạn này bằng đoạn này bằng này. Có nghĩa là delta L nằm ngay vị trí này luôn, trừ delta L nằm ngay đây. Vậy khi đó lực đàn hồi sẽ có độ lớn cực tiểu ngay vị trí này, ngay vị trí này. Và vẫn bằng bằng không. Vẫn bằng không. Đấy. Còn nếu delta L lớn hơn A, lớn hơn A, có nghĩa là trừ delta L nằm ngoài này, trừ delta L ngoài này, thì trong quá trình vật dao động, vật không thể ra tới vị trí này được mà chỉ dừng lại ở vị A. Cho nên khi đó lực đàn hồi sẽ có độ lớn cực tiểu tại tại biên A. Tại biên A. Đấy, nghĩa là dựa vào giá trị của delta L, em có thể suy ra được độ lớn lực đàn hồi cực tiểu ở vị trí này. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ có hai chỗ. F đàn hồi cực tiểu ở hai vị trí. Một là ở ngay trừ delta L hoặc ở biên A. Có nghĩa là khi đó nó bằng không nếu delta L bé hơn hoặc bằng A. Ngược lại nó sẽ bằng k delta L trừ A nếu delta L lớn hơn A. Có nghĩa là em sẽ có hai trường hợp để lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu. Trường hợp thứ nhất bằng không khi delta L nằm đây hoặc delta L nằm đây, và sẽ bằng giá trị phía dưới khi delta L nằm ngoài này. Cho nên khi làm bài chúng ta phải lưu ý delta L nó thế nào với A, thế nào với A. Bởi chúng ta sẽ có hai trường hợp. Đấy, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Đó là chúng ta nói về độ lớn của các lực, lực kéo và lực đàn hồi. Nếu người ta hỏi về chiều, nó kêu so sánh chiều của lực kéo và lực đàn hồi thì mình so sánh thế nào đây? Chúng ta học liên tiếp rồi. Lực kéo về luôn có chiều hướng về vị trí cân bằng. Lực kéo về luôn có chiều hướng về vị trí cân bằng. Đấy. Vậy thì ở đây thầy sẽ vẽ thêm cho ta một cái vòng tròn khác, vòng tròn nhỏ hơn đây. Đây thầy sẽ vẽ cái vòng tròn thêm bên đây. Đây.
Như vậy em thấy trong trường hợp này mình sẽ lấy cái vị trí này làm chuẩn. Đây. Vậy thì khi nào lực đàn hồi và lực kéo ngược chiều? Thì em nhìn đây, lực đàn hồi sẽ ngược chiều với lực kéo ở cái đoạn này. Đoạn này. Đấy, có nghĩa là ở cái cung này, ở cái cung này và cung này thì lực đàn hồi và lực kéo về đang ngược chiều. Còn ở cái cung còn lại, nguyên cung lớn còn lại thì lực kéo và lực đàn hồi là cùng chiều. Ở cái cung bên đây thì lực kéo với lực đàn hồi cũng cùng chiều. Vậy thì khi đó mình chỉ cần nhìn lên cái hình thôi thì em sẽ biết à, ở cung nào hai lực này ngược chiều, ở cung nào hai lực này cùng chiều. Và khi đó mình có thể xác định được thời gian cụ thể. À đấy. Rồi, một vấn đề khác này. Nếu người ta hỏi em thời gian nén và thời gian giãn thì thời gian nén là bao nhiêu và thời gian giãn là bao nhiêu, thì em nhìn ứng với cái vị đoạn này là cái ranh giới. À, bởi vì tại vị trí này là so không biến dạng. Vậy thì cái vùng bên đây là khi đó lò xo đang nén, còn cái vùng bên đây, à cái vùng này thì lò xo đang giãn. Vậy thì muốn tính thời gian nén, thời gian giãn, chúng ta chỉ cần tính coi góc đó bao nhiêu độ. Ví dụ góc này bao nhiêu độ, góc này bao nhiêu độ. Sau đó chúng ta vận dụng nguyên hình đây và góc kia omega. Chúng ta chỉ cần dùng được cái này thì em sẽ biết được à, khi nào thời gian nén, khi nào thời gian giãn. Chỉ cần biết góc. À, hoặc là quay lại tính thời gian lực kéo và lực đàn hồi ngược chiều thì chỉ cần tính góc này cộng góc này bằng bao nhiêu, sau đó rắc vào cái trục này em cũng ra được cái thời gian hai lực này ngược chiều. Hoặc là tính thời gian hai lực cùng chiều thì chúng ta tính cung này cộng cung nhỏ này. Đấy, lấy hai cái này cộng lại ra bao nhiêu đó chúng ta thể vào đây thì em cũng tính được thời gian hai lần cùng chiều hoặc là hai lần ngược chiều. À đây thì đấy, em thấy việc vận dụng đường rộng giác để học các công thức trong lớp lò xo là rất là dễ. Thì đây là lò đối với lò xo thẳng đứng. Nếu delta n bằng không, delta n bằng không thì lúc đó có nghĩa là lò xo đang nặng ngang. Vậy chỉ cần chỗ nào có delta n, chỗ nào có delta n, chúng ta bỏ hết ra thì ngay lập tức các công thức này sẽ chuyển thành công thức của lò xo thẳng ngang. Cho nên chỉ cần em hiểu được chỗ này lò xo thẳng đứng thì tự động em sẽ suy ra được cho lò xo thẳng ngang. Và đây là cái ưu điểm lớn nhất của đường thẳng giác. Em sẽ dễ nhớ công thức, em tự suy ra công thức, em sẽ dễ hiểu bài hơn. Và em sẽ tự suy ra những trường hợp riêng cho câu lạc bộ lò xo thẳng ngang. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào một số cái bài toán minh họa cho việc vận dụng đường thẳng giác.